Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin X News ngày 27 tháng 7. Bản tin ngày hôm nay sẽ bao gồm những thông tin chính sau đây. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Vsmart khi mới đây kênh YouTube The Pixel đã chia sẻ những hình ảnh một chiếc smartphone Vsmart 5G màu đỏ bí ẩn. Và kênh YouTube này đã xác nhận đây là chiếc Vsmart Aris 5G phiên bản cao cấp với 4 camera sau, trong đó có cảm biến chính với độ phân giải lên tới 64 megapixel, còn phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ chỉ có 3 camera mà thôi. Hình ảnh mặt lưng của chiếc smartphone Vsmart 5G được The Pixel chia sẻ khá giống so với hình ảnh của chiếc Vsmart Lux 5G được rò rỉ vào hồi tháng 5 năm nay. Với thiết kế cụm 4 camera được đặt trong cấu trúc hình vuông, còn đèn flash LED được nằm tách rời ở bên phía bên dưới. Tiếc là mặt trước của chiếc điện thoại này thì vẫn chưa được tiết lộ, nhưng những hình ảnh rò rỉ trước đó đã cho thấy rằng Vsmart Lux 5G sẽ sử dụng kiểu thiết kế màn hình đục lỗ. Tiếp theo cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Apple khi mới đây một số người dùng iOS 14 beta đã báo cáo về việc Instagram đang truy cập vào camera của họ ngay cả khi họ chỉ đang lướt feed mà không bật chụp ảnh hay quay video. Theo đó thì Instagram đã bị bắt quả tang bởi iOS 14 vì một tính năng hiển thị chấm xanh trên màn hình khi có bất cứ ứng dụng nào truy cập vào camera. Đại diện của Instagram đã nói với The Verge rằng đây chỉ là một lỗi và đang được khắc phục. Trước đó thì iOS 14 cũng đã phát hiện những ứng dụng như TikTok, LinkedIn hay là Reddit đang có những hành vi truy cập clipboard của người dùng. Vì iOS có một tính năng sẽ hiển thị thông báo khi bất cứ ứng dụng nào sẽ sao chép nội dung trong clipboard của người dùng, và các ứng dụng này ngay sau đó đã phải lập tức sửa lỗi và không còn thu thập dữ liệu từ clipboard nữa. Tiếp theo cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Apple khi chúng ta đã có những tin đồn nói về chiếc iPhone SE 2021, và nguồn tin mới nhất vừa cung cấp cho chúng ta một số chi tiết liên quan đến kích thước về màn hình ở trên chiếc máy này. Theo đó thì một tài khoản Twitter có tên Omega Leak mới đây đã chia sẻ chi tiết cho biết iPhone SE 2021 sẽ có màn hình 6.1 inch và lớn hơn đáng kể so với 6.7 inch ở trên iPhone SE 2020. Với màn hình lớn hơn thì chắc chắn thỏi pin của máy sẽ có dung lượng cao hơn. Và giống như cách Apple đã từng sử dụng những thiết kế hiện có thì iPhone SE 2020 nằm trong bộ khung của iPhone 8 thì chắc chắn iPhone SE 2021 sẽ dự kiến nằm trong thân hình của chiếc iPhone XR. Và nếu như tốt hơn thì Apple có thể sử dụng cấu hình camera kép phía sau của iPhone 11 thay vì camera đơn như ở iPhone XR. Và một trong những thay đổi khác đó là Apple sẽ loại bỏ nút home vật lý, nhưng điều đó không có nghĩa là iPhone SE 2021 sẽ được trang bị cảm biến Face ID. Mà giống như một báo cáo trước đây Minchi Kuo đã đề ra thì Omega Leak cũng tuyên bố rằng iPhone SE 2021 sẽ đi kèm với công nghệ nhận dạng vân tay Touch ID với đầu đọc dấu vân tay được nhúng trực tiếp vào nút nguồn ở bên phía bên cạnh. Tuy nhiên thì Minchi Kuo lại gọi đây là chiếc iPhone SE 2 Plus chứ không phải là chiếc iPhone SE 2021. Chính vậy chúng ta phải chờ chính xác tên chính thức của chiếc máy đó là gì. Thông tin thứ tư trong bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Nokia khi hai mẫu điện thoại thông minh của thương hiệu này đã đạt được các chứng nhận tại Nga. Và đó là những mẫu Nokia TA1243 và Nokia TA1270. Đây là minh chứng cho thấy những chiếc smartphone này đã sắp sửa được ra mắt. Trước đó thì model Nokia TA1270 cũng đã đạt chứng nhận FCC với màn hình 6.5 inch với viên pin 4000 mAh, trong khi Nokia TA1243 là một biến thể không xác định. Nhưng hiện tại thì nguồn tin đã cho rằng Nokia TA1243 chính là chiếc Nokia 8.3 5G, và các báo cáo cũng cho biết là rất có thể chiếc Nokia TA1270 sẽ là của chiếc Nokia 2.4, nhưng vẫn có khả năng đó là chiếc Nokia 6.3 hoặc Nokia 7.3 5G, vì hiện SMD vẫn chưa xác nhận bất cứ một chi tiết nào. Gần đây thì có một thông tin về việc Nokia 8.3 5G và Nokia 2.4 đã nằm trong danh sách những chiếc smartphone sắp được ra mắt của các nhà phân phối. Và điều này đã gợi ý về khả năng Nokia 2.4 và Nokia 8.3 5G sẽ được phát hành trong tháng tới. Về cấu hình thì Nokia 2.4 sẽ được trang bị bộ vi xử lý 8 nhân MediaTek Helio P22 và có tên mã là Wolverine, trong khi Nokia 8.3 sẽ đi kèm với màn hình Pure Display rộng 6.8 inch với độ phân giải Full HD cộng. Chiếc điện thoại này sẽ được trang bị camera selfie 24MP và camera chính Field of View 64MP ở mặt sau. Và Nokia 8.3 sẽ có sẵn trong mình các biến thể RAM 6GB hoặc 8GB và được cung cấp sức mạnh bởi bộ vi xử lý Snapdragon 765G. Và cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Apple khi chúng ta đã nhận thấy khá nhiều những thông tin rò rỉ về chiếc iPhone 12 series, dòng sản phẩm sẽ được Apple trình làng trong vài tháng tới. Được biết thì hầu hết các tin đồn trong thời gian qua đều cho rằng loạt iPhone 12 sẽ đều được trang bị màn hình OLED, chip Apple A14 5 nanometer mạnh mẽ và hỗ trợ 5G. Tuy nhiên, một báo cáo mới xuất hiện vào hôm nay vừa tiết lộ rằng Apple còn đang làm việc trên một biến thể 4G của iPhone 12 và model này dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 3 năm sau. Cụ thể, nguồn tin hôm nay đã xác nhận chiếc iPhone 12 4G sắp tới có thể tiến ra thị trường với tên gọi là iPhone 12e. Điện thoại này được tiết lộ sẽ có hai phiên bản kích thước màn hình lần lượt là 5.4 inch và 6.1 inch. Cả hai đều hỗ trợ mạng 4G LTE và chip Apple A14 5 nanometer mạnh mẽ, kết hợp với mức RAM 4GB và camera kép 12MP ở mặt sau. Về giá bán thì báo cáo ngày hôm nay cho rằng model 5.4 inch sẽ có mức giá cực kỳ hấp dẫn, đấy là $549, tức là tương đương khoảng 12,7 triệu đồng, trong khi biến thể 6.1 inch sẽ có mức giá khoảng $649, tức là tương đương khoảng 15 triệu đồng.
Như vậy nếu như những thông tin hôm nay là chính xác thì chiếc điện thoại này sẽ có mức giá rẻ hơn tới $150 so với người tiền nhiệm iPhone 11 vốn đã được ra mắt với mức giá lên tới $699. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi tổng hợp lại những thông tin công nghệ hot nhất ở trong ngày. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share và nhớ subscribe giúp chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.